Chào mừng các em đến với lớp học Kiến Guru. Ở buổi học trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về định lý VS, một số ứng dụng của định lý VS như là tính nhẩm nghiệm và tìm hai số khi viết tổng và tích của chúng. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần bài tập liên quan đến định lý VS cũng như là phương trình bậc 2, đó chính là bài tập tìm điều kiện nghiệm của phương trình bậc 2. Ở video về phương trình bậc 2 thì cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu điều kiện nghiệm để phương trình có hai nghiệm phân biệt, hai nghiệm kép và vô nghiệm. Ở đây câu hỏi cô đặt ra là phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 sẽ có hai nghiệm khi nào? Phương trình này có hai nghiệm, tức là phương trình này phải là phương trình bậc 2 nên A khác 0. Có hai nghiệm, tức là có thể là hai nghiệm phân biệt hoặc là hai nghiệm kép, nên delta lớn hơn bằng 0. Đây chính là điều kiện nghiệm để phương trình có hai nghiệm. Với trường hợp số 2, phương trình có hai nghiệm cùng dấu. Ở đây, phương trình này phải là phương trình bậc 2 là điều đương nhiên nè. Phương trình này phải có hai nghiệm cũng là đương nhiên nè. Phương trình này đã có hai nghiệm rồi thì lúc này ta có thể áp dụng định lý VS, có thể tính được tổng và tích của hai nghiệm. Khi đó, hai nghiệm này cùng dấu, tức là tích của chúng phải lớn hơn 0, tức là B bằng C trên A lớn hơn 0. Dừng lại một chút, các em quan sát. B bằng C trên A, A đang nằm dưới mẫu thì phải khác 0. Khi đó ta có thể bỏ đi điều kiện ở trên là A khác 0. Vậy cuối cùng, điều kiện nghiệm để phương trình có hai nghiệm cùng dấu là như thế này. Tiếp theo trường hợp số 3, phương trình có hai nghiệm dương. Như là với trường hợp 2 thì delta vẫn phải lớn hơn bằng 0, tích vẫn phải lớn hơn 0. Nhưng dừng lại, tổng của hai nghiệm lúc này sẽ như thế nào? Hai nghiệm dương, hai số dương mà cộng lại với nhau thì sẽ ra một số dương. Khi đó tổng của chúng ta sẽ lớn hơn 0. Đây chính là điều kiện để phương trình có hai nghiệm dương. Với trường hợp là hai nghiệm âm cũng tương tự như thế, là tích phải lớn hơn 0. Nhưng khi đó tổng của chúng ta sẽ nhỏ hơn 0. Ở đây cô chỉ đưa ra một vài trường hợp điển hình cho các em thôi. Còn khi vào làm bài tập thực tế thì các em cần phải đọc đề cho thiệt kỹ, phân tích đề để đưa ra các điều kiện nghiệm cho chính xác nhé. Giờ thì các em cùng cô thực hành làm bài tập. Với bài tập số 1 là cho phương trình x bình phương trừ mx cộng 2m trừ 1 bằng 0. Câu A là tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. Thì đầu tiên các em quan sát phương trình là x bình phương trừ 2mx cộng 2m trừ 1 bằng 0, có hệ số A là bằng 1. Thì đây chính là phương trình bậc 2. Phương trình này có hai nghiệm, khi đó thì delta của chúng ta sẽ lớn hơn 0 hoặc là delta phải lớn hơn 0. Tại sao không có bằng 0? Tại vì đề toán của chúng ta yêu cầu là hai nghiệm trái dấu. Hai nghiệm trái dấu thì không thể nào là hai nghiệm kép được, nên chúng ta chỉ có trường hợp là delta phải lớn hơn 0. Tiếp theo, khi mà hai nghiệm trái dấu thì tích của hai nghiệm này sẽ như thế nào? Sẽ nhỏ hơn 0. Nên lúc này ta có B bằng C trên A nhỏ hơn 0. Dừng lại một chút, các em quan sát. B bằng C trên A nhỏ hơn 0, tức là hệ số C và A trái dấu nhau. Ở các video lần trước thì cô đã nhắc cho các em là khi mà một phương trình bậc 2 có hai hệ số A và C trái dấu nhau, tức là phương trình đó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Như vậy lúc này ta có thể bỏ luôn trường hợp là delta phải lớn hơn 0. Chỉ còn một điều kiện duy nhất, đó chính là P bằng C trên A nhỏ hơn 0. Khi đó ta biểu diễn P theo tham số M, ta tìm được 2m trừ 1 nhỏ hơn 0, tức là m sẽ nhỏ hơn 1/2. Vậy thì với m nhỏ hơn 1/2 thì phương trình sẽ có hai nghiệm trái dấu. Với câu B là tìm m để phương trình có hai nghiệm là hai số đối nhau. Hai nghiệm là hai số đối nhau cũng giống như hai nghiệm trái dấu, nhưng mà phải kèm theo một điều kiện nữa, đó chính là tổng của hai nghiệm phải bằng 0. Vì hai số đối nhau mà cộng với nhau thì phải bằng 0 rồi. Như vậy thì lúc này ta sẽ biểu diễn tổng và tích của hai nghiệm theo tham số m. Lúc này cô sẽ có được một bức phương trình là 2m trừ 1 nhỏ hơn 0 và một phương trình là 2m bằng 0. Với bức phương trình thứ nhất thì cô tìm được m nhỏ hơn 1/2.
2m bằng 0 thì m sẽ bằng 0. Từ hai cái điều kiện này thì tương đương với m sẽ bằng 0. Vậy với m bằng 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm là hai số đối nhau. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 cũng là một dạng bài tập tìm tham số m để thỏa điều kiện nghiệm. Cụ thể thì các em quan sát đề toán. Đi vào câu A là tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dương. Nó cũng giống như trường hợp số 3 mà cô đã nêu cho các em ở lúc đầu. Thì các điều kiện của chúng lần lượt sẽ là delta phẩy lớn hơn 0, b lớn hơn 0 và s lớn hơn 0. Ở đây các em lưu ý một điều, đó chính là delta phẩy lớn hơn 0. Không có delta phẩy lớn hơn hoặc là bằng 0. Tại sao không có trường hợp bằng 0? Vì đề toán yêu cầu rõ ràng đó chính là hai nghiệm phân biệt, nên chúng ta sẽ không xét trường hợp bằng 0 các em nhé. Giờ thì cô sẽ biểu diễn các delta phẩy b và s theo tham số m. Khi đó cô sẽ được một hệ như thế này. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng bước phương trình. Với bước phương trình đầu tiên thì cô tìm được m lớn hơn trừ 1/2. Bước phương trình thứ hai là m bình phương lớn hơn 0. Bước phương trình này luôn đúng với mọi m khác 0. Tiếp theo, với bước phương trình cuối cùng thì m của chúng ta sẽ lớn hơn trừ 1. Như vậy từ ba điều này tương đương với m sẽ khác 0 và m lớn hơn trừ 1/2 thì phương trình của chúng ta sẽ có hai nghiệm phân biệt cùng dương. Với câu B là đề toán yêu cầu tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dương thỏa x1 bình phương cộng x2 bình phương bằng 14. Thì ở câu A chúng ta đã làm là tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dương. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đẳng thức là x1 bình phương cộng x2 bình phương bằng 14. Cô sẽ thực hiện biến đổi để sao cho xuất hiện tổng của x1 và x2, tích của x1 và x2. Thực hiện biến đổi và cô nhìn thấy là x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ cho 2x1, x2 bằng 14. Khi đó cô sẽ biểu diễn tổng và tích của x1, x2 theo tham số m. Lúc này cô thu được một phương trình theo ẩn m. Thực hiện giải thì cô tìm được m bằng 1 và m bằng trừ 5. So với điều kiện ở câu A mà chúng ta đã tìm được thì ta sẽ nhận giá trị m bằng 1, loại giá trị m bằng trừ 5. Khi đó ta sẽ kết luận với m bằng 1 thì thỏa yêu cầu của bài toán. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 thì hơi đặc biệt một chút xíu ở câu B. Các em quan sát nhé. Đầu tiên là câu A, tìm m để phương trình có hai nghiệm. Phương trình đã cho có hệ số A bằng 1 rồi nên chúng ta không cần quan tâm đến hệ số nữa. Phương trình có hai nghiệm khi và chỉ khi delta lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó cô sẽ biểu diễn delta theo tham số m và cô thu được là 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Điều này thì luôn đúng với mọi giá trị m thuộc R. Vậy thì khi đó ta sẽ kết luận phương trình có hai nghiệm với mọi m thuộc R. Tiếp theo là câu B, tìm m để biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất. Đề toán yêu cầu chúng ta là tìm m để biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất. Thì chúng ta phải biến đổi biểu thức A sao cho xuất hiện m thông qua việc là thay bằng tổng và tích của x1 và x2. Bằng cách là cô sẽ tính tổng và tích của x1 và x2 trước. Áp dụng hệ thức VS thì cô có được là tổng của x1 và x2 bằng 2m cộng 1 và tích của x1 và x2 sẽ bằng m bình phương cộng m trừ 1. Giờ thì chúng ta sẽ thực hiện biến đổi biểu thức A. Các em quan sát trong biểu thức A có x1 bình phương cộng x2 bình phương. Đây là một công thức mà cô đã cung cấp cho các em rồi. Các em thay vào, thu gọn thì cô thu được một biểu thức có xuất hiện tổng và tích của x1 và x2. Chỗ nào có tổng của x1 và x2 thì chúng ta sẽ thay bằng 2m cộng 1. Chỗ nào có tích của x1 và x2 thì chúng ta sẽ thay bằng m bình phương cộng m trừ 1. Thực hiện thu gọn thì cô thu được một biểu thức đó chính là m bình phương trừ m cộng 3. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện thêm bớt để đưa về một hàng đẳng thức. Cô thực hiện như sau. Và cuối cùng cô thu được đó chính là A bằng m trừ cho 1/2 tất cả bình phương cộng cho 11/4. Giờ thì các em quan sát biểu thức A này,
biểu thức A này sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc là bằng 11/4. Như vậy, A đạt giá trị nhỏ nhất là 11/4. Cũng có nghĩa là m trừ cho 1/2 tất cả bình phương phải bằng 0. Điều này tương đương với m của chúng ta sẽ bằng 1/2. Vậy thì khi m bằng 1/2 thì sẽ thỏa yêu cầu của bài toán. Vậy là cô và các em đã cùng nhau làm một số bài tập liên quan đến tìm điều kiện nghiệm của phương trình bậc 2. Thì qua bài tập ngày hôm nay thì các em cần phải lưu ý là chúng ta phải đọc đề thiệt là kỹ để đưa ra các điều kiện cho thật là chính xác. Buổi học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.